Nam mô Bụt Thà, dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thà Tham Mà trên Phổ Thuật mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con khai mạc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ sáu, thứ ngày 10 tháng 8 năm 2019, Phật lịch 2563. Dạ, hôm nay bây tới giờ này đã thượng tọa dạ chưa có được bài mới của thượng tọa Giác Đẳng quý vị ơi, thành ra bài hôm nay chỉ bây giờ mình biết cái chắc chắn nhất là hôm nay là do thượng tọa Pháp Tân giảng dạy, là giảng sư ngày hôm nay. Rồi bây giờ ở trong có bài rồi. Dạ rồi, dạ thưa, con sẽ đọc. Dạ kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng. Dạ bây giờ thì dạ thì có bây giờ cỡ như có bài rồi. Hôm nay thượng tọa Giác Đẳng gửi bài rất là trễ, còn chưa có bài gì hết. Bây giờ ở trong trong room mình chưa có thượng tọa Minh Hạnh. Dạ chưa có. Dạ bây giờ thì con xin làm con xin đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, mạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngữ thiện nhân sư Thế Tôn. Nhất tâm chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phước lành phát sanh. Thưa bây giờ cái lễ Tam Bảo đã xong, bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Thầy. Đây là Đức Phật, đây là giáo pháp.
Kính chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về pháp thuộc phần à, xin lỗi vị. Pháp thuộc phần hạ liệt, pháp thuộc phần hạ liệt. Ngày hôm qua chúng ta học về cái pháp cần ở tưởng chừng và năm truyền cái đi vào nát. Hôm nay thì chúng ta học về năm cái pháp thuộc phần hạ liệt, tức là năm tâm vân vô. Khi một vị tu tập và tâm họ lơ đễnh, họ lông đông, tâm lông đông theo trần cảnh, nó không có định trụ và không có nhất hướng, không có một mục đích để đạt đến. Một người tu tập với cái tâm lông đông như vậy đó, thì gọi là cái tâm quang vu. Chia tục cái lá, chữ khi lá ở đây là chữ quang vu, giống như một cái khu rộng mà nó không có đường, không có đường lối, không có nẻo đi. Chúng ta đi bước tới cũng gặp cây gặp cỏ chằng chịt, thì chúng ta đi ngang bên phải bên trái chúng ta cũng gặp gì, đi riết ngoài là chúng ta lạc. Nó không giống như ở trên cái đường phố chúng ta, giữa cái thành phố rộng rãi như vậy có những con đường, và những con đường đó nó có tên, nó có sự chỉ dẫn rõ ràng. Còn khi mà mình đi vào cái khu rừng quá thì như vậy không biết được cái mục cũng như cái vị tu tập mà để cho năm cái sự kiện này nó làm cho cái tâm quan vu quá thì nó không có sự tiến bộ trong cái việc tu tập nữa. Thì năm cái gì mà làm cho tâm quan tâm bị quan vu thì tâm quan vu. Giờ thì xin mời Sư Phụ Kima đọc cho chánh kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa giảng sư. Hôm nay là ngày thuyết giảng của Pháp Tân, và thượng tọa Tân đã có mặt ở trong rừng, và sau khi đọc bài xong thì xin thuyết giảng cho học. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bố Tha Chá. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Rồi bây giờ sao nè? Lan Gia Nguyệt, Phong Lan, làm ơn phát bài lên giùm. Hôm nay nhận được bài hả? Thưa thì bây giờ có Thượng tọa Giác Đẳng ở đây làm sao? Hai người Lan Gia Nguyệt, Lan Gia Nguyệt với lại Phong Lan có ngủ không, không có bài mới thì sao đây thưa thượng tọa? Còn cũng không biết sao nha, bài cũ mà.
Năm pháp chịu phần tai hại. Hôm nay con không có. Dạ, vậy bây giờ con đọc Thượng Tọa Giác Đẳng đưa bài lên con đọc hả? Dạ. Năm pháp chịu phần tai hại. Có năm pháp có nhiều tác dụng. Có năm pháp có nhiều tác dụng. Có năm pháp cần phải tu tập. Có năm pháp cần phải biến tri. Có năm pháp cần phải đoạn trừ. Có năm pháp chịu phần tai hại. Có năm pháp đưa đến thù thắng. Có năm pháp rất khó thể nhập. Có năm pháp cần được sanh khởi. Có năm pháp cần được thắng tri. Có năm pháp cần được tác chứng. Thế nào là năm pháp chịu phần tai hại? Năm tâm hoang vu. Này các hiền giả ơi, vị tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào nghi do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu. Thứ nhất, này các hiện giả, lại nữa, vị tỳ kheo nghi ngờ. Chú thích sau đây, trích từ kho tàng pháp học giáo pháp sư Giác Giới biên soạn. 2, 6, 4, 5 phần thuộc hạ triết, tức là năm tâm hoang vu. Hoài nghi bậc đạo sư là nghi ngờ thiếu lòng tin nơi Đức Phật. Hoài nghi giáo pháp là nghi ngờ thiếu lòng tin nơi lời dạy của Đức Phật, không tin chắc hiệu năng giáo pháp. 3. Hoài nghi tăng chúng là nghi ngờ thiếu lòng tin nơi sự thanh tịnh và vai trò của giáo hội tỳ kheo đệ tử Phật. Hoài nghi học giới là nghi ngờ pháp. Quý vị đợi một chút nhé. Trong khi chờ đợi cái bài học mà Thượng Tọa Giác Đẳng đưa lên màn hình, quý vị đừng viết những lời chào hỏi nhau nha. Nó... Thưa, bài học còn nữa không Thượng Tọa? Năm, phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh. Có tâm hiềm khích bất mãn đối với vị đồng tu. Một, khi một vị tỳ kheo sống với tâm nghi ngờ bậc đạo sư, thì vị ấy không chuyên cần nỗ lực để tu tập, không hướng đến mục đích, không thiết tha sống phạm hạnh, nên gọi là tâm hoang vu. Dạ thưa Đại Đức Nguyên Thông, đi ra rồi đi vô. Dạ thưa Cấm, còn kính cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng đã đưa bài học cho con. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân lên cầm mic để giảng bài học hôm nay. Dạ thưa, con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt-tha-dạ, Nam Mô Tham-ma-dạ, Nam Mô Sang-kha-dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Trụ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Vị Thông cùng Chư Tôn Đức Đăng hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua năm cái pháp thuộc phần hạ liệt hay là Phật Kỳ Thăm Má. Thì trong nội dung của bài năm pháp hôm nay đó thì cũng đã nghe Phật đồng chánh kinh. Trước tiên đó là chúng ta nói đến những cái pháp mà gọi là hạ liệt thấp kém, thì những cái pháp này nó gây cho cái sự trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình, một đạt được cái sự an lạc tối thượng, an lạc tối thượng trong sự an lạc đời sống tu tập của mình thì cần phải dứt bỏ những cái năm cái loại tâm này, năm loại tâm này. Thì năm cái loại tâm này đó thì ở trong kinh ở đây đó thì gọi là tâm quan vu, tâm quan vu, Cetokhila. Ở đây đó là có nghĩa là một cái trạng thái tâm nó rỗng không, nó hoang mang, hoặc là mình thiếu nghị lực, thiếu định hướng, giống như là một người mà không có hướng vào đâu hết, mình không có hướng vào một cái, thí dụ như ai đó họ muốn làm một cái việc gì đó thì họ sẽ đặt đến một cái ý hướng cuối cùng, cái mục đích cuối cùng của họ, nhưng mà đằng này đó là cái tâm quan vu, là làm cho cái việc mà cái người tu tập đó bị mắc, bị vướng vào cái tâm, những cái tâm quan vu như vậy đấy, thì làm cho cái tâm của họ phải bị hoang mang, thiếu nghị lực, hay là mất đi, không có cái những cái định hướng. Vì như vậy thì mình không có định hướng, hay là mình hoang mang, mình thiếu nghị lực ấy, thì khó bao giờ mình đạt được cái sự an lạc ở nội tâm. Đó là như vậy. Thì trước tiên đó là chúng ta nói rằng nếu ngược lại đó thì một người có được những cái nội tâm mà không bị những sự chướng ngại như vậy thì cái người đó họ có thể nỗ lực chuyên cần rồi cố gắng chăm chỉ gì đó, thì cái người đó họ có thể có được sự an lạc. Trước tiên đó là chúng ta nói đến một cái trạng thái ở nội tâm của một cái vị hành giả, đó là mình hoài nghi về về bậc đạo sư, hay là hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về Đức Phật. Một người mà tu Phật á, thì dù là bậc xuất gia hay là hạng cư sĩ đó, thì chúng ta cũng luôn luôn nương nhờ ở nơi Phật Pháp Tăng, bởi vì đó là ba ngôi bảo. Có Đức Phật là một bậc giác ngộ, thì ở đời đó, trong cái thế thường thông thường đó, nếu một người mà không hiểu về lời dạy của Phật, không có tìm hiểu về những cái hành trạng cuộc đời của Đức Phật, thì chúng ta cái người đó họ khó bao giờ có được cái niềm tin như là một Đức Phật rõ ràng, trong khi cái niềm tin của người đó họ rất là hoang mang, có thể là họ hiểu sai về Đức Phật, giống như là người ta hiểu về như một Đức Phật dân gian như vậy. Dân gian tức là ở đây đó là khi mà cầu xin khẩn cái gì đó thì được Đức Phật ban bố cho. Giống như là trong dân gian Việt Nam mà chúng ta thấy rằng cái từ mà gọi là từ bục, và gọi là ông Phật như là một ông tiên ấy, thì cầu gì được cái đó đó. Hay hoặc là khi nào mà có những cái nạn tai gì đó thì cầu Phật, Phật cứu giúp cho. Thì sự thật ra đó thì nếu như một người mà đặt cái niềm tin đối với Đức Phật một cách trọn vẹn, và cái người đó họ cũng vẫn có cái lời là
Nhưng mà ở đây đó, nếu như một người mà có đúng đắn về cái giác ngộ của Ngài. Bởi vì một Đức Phật mà rõ ràng ở trong như trong kinh điển hay là Đức Phật lịch sử, thì chúng ta thấy rằng cái hành trạng của Ngài từ khi xuất gia, từ khi ở hoàng cung cho đến ngày mà giác ngộ dưới cội cây Bồ đề, để rồi trong 45 năm hoằng pháp, thì qua thông qua cái lời dạy của Đức Phật, đó là những cái sự giác ngộ được những cái quý. Thì Đức Phật, chúng ta thấy rằng là ngoại trừ Đức Phật ra và chư Phật quá khứ, thì Đức Phật ở hiện tại là Đức Phật tổ Gotama của chúng ta, Cô Đàm, thì Ngài là một bậc giác ngộ, thấy rõ được cái nguyên lý, tức là thấy được cái giáo lý duyên khởi, biết rõ được cái giáo lý tứ đế, bởi đó là những cái gì đó hết sức là hay là giáo lý về 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 cái cách giải thích. Đức Phật Ngài thấy được cái nguyên nhân sanh khổ, rồi sự khổ này, rồi biết rõ được, và chính Ngài cũng là chấm dứt sự khổ, và Ngài biết được cái phương pháp để thực hành đưa đến chấm dứt khổ, đó là con đường đạo đế. Như vậy thì chúng ta được biết ở trong kinh, có một lần nọ thì Đức Phật Ngài nói rằng cho đến khi nào trong cái thế giới chư thiên loài người, ma vương, phạm thiên, sa môn, bà la môn đó, mà Như Lai chưa giác ngộ về bốn cái sự thật này, tức là giáo lý tứ đế đó, thì cho đến khi đó đó Ngài chưa tuyên bố giữa cái thế giới ma dương, chư thiên và loài người, Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên là Đức Phật Ngài, Ngài liễu ngộ về những cái điều mà Ngài biết rõ, mà xưa nay ngoại trừ chư Phật quá khứ thì không có một người nào đó có thể hiểu rõ được điều đó, là chính Đức Phật đã tuyên thuyết những điều đó. Thường đó là một người hiểu về Đức Phật và tin về Đức Phật đó, thì trong mỗi cái người phàm phu của chúng ta đó, thì nói theo như diệu pháp đó, thì có nghĩa là mỗi người có một cái tâm, trong 12 tâm bất thiện thì trong đó có hai cái 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si đó, thì có một cái tâm si đó là tâm si hoài nghi. Hoài nghi ở đây nó là một trạng thái phân vân, lưỡng lự, không có quyết đoán. Mà ở đây đó, nếu mà mình hoài nghi về bậc đạo sư là một cái bậc hướng đạo, hay là chúng ta nói là đạo sư là một vị thầy chỉ đường, một vị thầy chỉ đường, mà ở đây là một khi mình đã phân vân lưỡng lự, không có quyết tin đó, thì rõ ràng là mình đi cái phương hướng. Bởi vì mình chưa, một cái người mà bị như vậy đó, thì bị một cái tâm hoài nghi như vậy đó, thì họ không thể mạnh dạn, họ không thể quyết đoán để hay là nghị lực để họ có đủ cái những cái nghị lực để mà họ có hành trang để họ theo cái lời dạy của Đức Phật. Mà đối với Đức Phật á, thì chúng ta biết rằng những gì mà Ngài tuyên bố đó, Ngài tuyên bố ở trong kinh điển, ở trong lời dạy của Ngài này, thì không có ai gọi là chê bai Ngài là một cái người mà chưa có giác ngộ, chưa có thấu hiểu. Và Ngài cũng là một bậc giác ngộ để thấu hiểu về những điều đó. Và những gì mà Ngài tuyên thuyết đó là pháp ô nhiễm, thì thật sự đó là cái pháp ô nhiễm, chứ không có thể ai nói khác hơn được. Cho nên là ở đây đó có thể nói rằng là Đức Phật Ngài tuyên bố là Như Lai ra đời đó là lợi ích cho chư thiên và loài người. Thì cái điều mà Ngài tuyên thuyết đó, nếu như ai hữu duyên á, thì cái người đó họ hướng về lời dạy của Ngài, họ thực hành cái lời dạy của Ngài,
và họ được cái sự an lạc ở trong cái lời dạy mà do họ thực hành theo cái lời dạy của Ngài. Cho nên là đối với cái trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật có ba cái ân đức mà chúng ta thường được biết, đó là lòng từ bi rộng lớn đối với tất cả chúng sinh. Từ khi là một vị Bồ Tát cho đến khi mà giác ngộ rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là Ngài thực hành coi như là làm những cái phận sự của một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Mà chúng ta thấy rằng là mỗi buổi sáng thì Đức Phật Ngài lại có cái phận sự là vận dụng cái tuệ nhãn, cái Phật nhãn, để mà Ngài thấy được chúng sanh nào nên tới độ, tiếp độ thì Ngài lại tiếp độ, Ngài có mặt ở nơi đó. Rồi lại tiếp tục nữa đó là, kế tiếp nữa là Ngài có cái phận sự thứ hai nữa đó, là trưa lại đó là Ngài lại trì bình khất thực để tiếp độ. Buổi chiều lại đó thì Ngài thuyết pháp cho những hàng cư sĩ. Buổi tối nữa thì Ngài lại giáo giới cho chư tỳ kheo. Rồi khuya lại đó thì Ngài thuyết pháp cho các vị chư tiên. Cho nên cái việc mà xuất hiện của Đức Phật đó, là một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên là Ngài mang lại cái lợi ích lợi lạc cho chư thiên và loài người rất là lớn, rất là lớn. Như vậy thì cái lòng từ bi của Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng là không có lúc nào mà Ngài lại không có cái lòng bi với tất cả, lòng từ bi với tất cả chúng sinh. Dù là những cái người mà có thể là đối nghịch lại với Ngài như Đề Bà Đạt Đa, hay hoặc là một số người ở ngoại đạo đó, họ có thể chống phá hay là có thể hãm hại vân vân, thì điều đó Đức Phật Ngài vẫn luôn luôn có lòng từ với những người đó. Nói như vậy có nghĩa là đối với Đức Phật thì Ngài luôn luôn với cái lòng từ để nhiếp độ và để cho người, để cho mọi chúng sanh có được cái sự lợi lạc. Cái thứ hai nữa là Đức Phật Ngài có cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, cái lòng hoàn toàn. Bởi vì dù gì đi nữa thì chúng ta thấy rằng các cái pháp bợn nhơ cấu uế của phiền não thì đối với Đức Phật Ngài không có, dù là nơi đông người hay là một cái nơi thanh vắng. Có thể nói rằng Ma Vương suốt trong một cái thời gian mà từ khi Đức Phật Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề cho đến ngày cuối cùng của Ngài, Ngài từ bỏ cái thân ngũ uẩn này để Ngài niết bàn, thì Ma Vương cũng không thể tìm ra một cái lỗi của Ngài. Bởi vì một vị đã hoàn toàn dứt sạch là cấu uế phiền não không còn nữa. Cho nên cái lòng thanh tịnh, tâm thanh tịnh của Ngài dù ở đâu đi nữa thì Ngài vẫn có cái sự thanh tịnh đó. Cho nên không có ai tìm đổi lo Ngài. Và pháp Ngài dạy đó, thì những gì mà Ngài dạy đó là những cái pháp đưa đến hướng thượng. Và những gì mà Ngài cho người ta biết, cho những chúng sinh biết đó, pháp nào là thuộc về cấu uế lậu hoặc, pháp nào là bợn nhơ chướng ngại, thì Ngài cũng đã tuyên bố những điều đó. Cho nên là ở thế giới này, là khi mà nói đến cái sự thanh tịnh của Đức Phật là một cái vị thanh tịnh tuyệt đối về thân khẩu ý, không có một chút bợn nhơ, không có chút nhỏ nào về cái lỗi lầm. Cái thứ ba nữa là cái trí tuệ của Đức Phật, cái đức của Đức Phật nữa, cái đó là tuệ đức. Thì mình có thể nói ở đây đó là chỉ có Đức Phật đó, Ngài mới hiểu được những cái sự vận hành của thế giới, cái nhân duyên của chúng sanh, cái căn cơ của chúng sanh, và pháp nào hướng thượng, pháp nào hướng hạ, Ngài biết rõ như vậy. Và những gì Ngài tuyên bố trên cuộc đời này thì Ngài không có sợ rằng Bà La Môn hay là những cái người nào đó chỉ trích Ngài về một cái điều mà Ngài đã chỉ dạy. Ở đây đó có thể nói rằng đối với Đức Phật là một vị mà có những cái ân đức đặc biệt. Mà khi một người mà có một cái sự quan mang đối với Đức Phật đó, thì rõ ràng giống như là mình bây giờ nè, mình lại Phật. Khi mà mình lại Phật á, thì cái tâm của mình hướng về cái hình ảnh của Đức Phật, dù là tượng Phật bằng xi măng, cốt thép, bằng gỗ, bằng đá, bằng đồng hay là bằng cái gì đi nữa, nhưng mà mình luôn luôn tưởng niệm đến những cái ân đức là bi đức, trí đức, là tịnh đức. Thì khi mà mình đem cái lòng mà
cung kính như vậy, mình lại mình tưởng đến những cái ân đức của Phật, một bậc giác ngộ hoàn toàn. Thì cái lại của mình là một cái lại có nhất hướng, tức là hướng tâm hoàn toàn đặt niềm tin đối với Đức Phật. Thật sự ra thì có hoài nghi về Đức Phật, một vị giáo chủ hay là một vị mà đạo sư dẫn đường cho mình mà mình bị hoài nghi hay là mình hoang mang, mình không có đặt cái niềm tin của mình đến với cái vị đó, thì rõ ràng là mình mất đi cái phương hướng, mất đi cái nghị lực, nỗ lực của mình. Đó là một trong những cái sự trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình. Cái thứ hai nữa là nói đến cái hoài nghi về 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 giáo pháp của Đức Phật. Thí dụ như là bây giờ là mình tu tập đi, nhưng mà có một chút nào đó mình hoài nghi, cái lòng của mình nó nổi dậy về mình không biết được cái pháp này có thật sự là mang đến cái sự an lạc cho mình hay không, thật sự vậy. Thật sự ra đó thì giữa cái thiện và cái ác, giữa cái thanh tịnh và cái ô trược đó, thì mình thấy rằng giữa khi nào tâm thiện nó lớn mạnh thì rõ ràng là tâm bất thiện nó được đẩy lùi, mà khi nào mà tâm bất thiện nó lớn mạnh thì tâm thiện sẽ bị đẩy lùi, tâm thiện sẽ bị đẩy lùi. Ở đây đó thì có thể nói rằng là pháp mà Đức Phật ngài tuyên thuyết đó, thì đó là những cái gì mà chính Đức Phật ngài đã trải nghiệm, Còn cái việc mà ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật trong đời sống của mình, thật sự ra thì Đức Phật này dạy, đây là định nè, đây là tuệ, mà mình biết như vậy. Và có một lúc nào trong cuộc đời của mình, mình lại có một hoang mang, hoang mang về cái pháp của mình hành. Quý vị thấy rằng là thường á, nếu mà mình không giữ được cái tâm của mình thì ở buổi ban đầu thì cái niềm tin của mình nó mạnh, nhưng mà một mình hành đạo gian á, là do cái sự chai lì hay là do cái pháp bất thiện nó lớn mạnh quá, lớn mạnh quá nó lấn lướt đi, làm cho cái pháp bất thiện ở trong nội lòng của mình nó tăng trưởng. Và lúc đó đó thì mình lại là có cái sự hoang mang về lời dạy hay là của Đức Phật, hay là quan mang về cái đường lối tu hành của mình. Ví dụ như Đức Phật ngài nói là thực hành giới để mà trang bị cho cái việc mà tránh xa những cái hành vi ác xấu. Thực hành định là để trang bị ở cho cái nội tâm của mình mang đến sự an tịnh một cách tuyệt đối. Rồi có thực hành định như vậy thì cái tuệ mới đạt thông được, mới phá vỡ được những cái chướng ngại, phá vỡ những cái bóng tối vô minh, phá vỡ những cái chướng ngại, đặc biệt là những cái gì mà nó ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập của mình. Thì ở đây đó, ở trong kinh Trung Bộ, cái bài kinh mà Tam Quan Vô cũng giải thích, có thể là từ ở cái việc mà mình hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về chư tăng, hay là hoài nghi về học giới, hay là bất mãn độc phạm hạnh, thì phải nói rằng là nó cũng trở ngại cho cái sự giác ngộ tu tập của mình, tu tập thiền tập của mình, rồi giác ngộ giải thoát của mình rất là lớn. Thì ở đây khi mà bị những cái hoài nghi về giáo pháp thì mình rất là mập mờ, không có biết rằng là chính cái pháp này đưa đến cái an tịnh nội tâm. Thí dụ như bây giờ nè, họ hoài nghi về Đức Phật này, nói ở luân hồi là khổ, hay hoặc là nghiệp báo trong cuộc đời này đó hả, mà tạo cái ác nghiệp á, thì nhận lấy cái quả khổ, tạo cái thiện nghiệp á, thì nhận lấy cái quả vui. Và nếu mà thực hành để mà an tịnh nội tâm bằng những cái phương pháp thực hành của mình á, thì cái nội tâm của mình mới có thể thanh lọc được những cái phiền não, cái chướng ngại, hay là cái những cái tâm mà gọi là triền cái đó, những cái tâm triền cái. Bởi vì một khi mà mình còn hoài nghi về 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 lời dạy của Đức Phật,
Chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật không phải như là một tín điều. Tín điều tức là những gì được mặc khải của một đấng sáng tạo nào đó, để rồi là ban cho một cái lời đó, thì buộc cho những cái người hữu, những cái người tín đồ của mình nhất thiết là phải tin theo. Còn không, đối với giáo pháp, lời dạy của Đức Phật ở đây, giáo pháp của Đức Phật là không không phải là những cái tín điều, mà là những cái trải nghiệm, trải nghiệm mà đã đi qua con đường đó. Như chúng ta thấy rằng là giống như nói đạo đế, thì đạo đế tức là cái phương pháp mà thực hành, phương pháp thực hành, và chính cái con đường đó là chư Phật ba đời, chư Phật quá khứ cũng đã đi qua, chư Phật hiện tại cũng đã đi qua, và chư Phật tương lai cũng sẽ đi qua, và chư thánh đệ tử của Đức Phật đã đi qua những điều đó để giác ngộ, để trở thành một vị Phật. Cho nên là cái bằng chứng thiết thực nhất đó là những gì mà các vị thánh là thành tựu đạo quả giải thoát, mà sở dĩ mà đã được đạt được cái thành tựu giải thoát là một bậc thánh nhân, dù là bậc tinh văn hay là một chư Phật độc giác hay là chư Phật toàn giác, thì ở đây đó là do thực hành cái giáo pháp đó. Mà một người mà ví dụ như mình hoang mang về cái luân hồi, hoang mang về nghiệp báo, rồi hoang mang về những cái gì, những cái pháp mà hành đến thực hành để an tịnh nội tâm, để mà trong sạch quá nội tâm, thì mình hoang mang những điều đó, đó là sự trở ngại. Cho nên là chính pháp này đã mang lại cái sự lợi lạc, bởi vì cái công năng của giáo pháp á, thật sự là mang lại an lạc cho đời sống hiện tại này. Mang lại cái an lạc cho đời sống hiện tại này là một khi mà mình thực hành những điều đó, nó giúp cho mình cái đời sống được an lạc trong kiếp hiện tại này, khi chúng ta còn có cái đời sống con người, đời sống của nhân loại này, rồi là những cái sự tương đối trong cuộc đời này, về các cái mối quan hệ, hay hoặc là chính nội tâm của mình định do mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật ngay trong hiện tại này. Mình chưa có nói chuyện mà đạt được cái quả vị giải thoát trong tương lai, mà chỉ ở hiện tại mình, nội tâm mình an lạc, không có bị phiền muộn trong cuộc đời này, thì rõ ràng là chính giáo pháp của Đức Phật mang lại cái sự an lạc hiện tại này. Rồi giáo pháp của Đức Phật đó, mang có một cái công năng là mang lại cái an lạc ở trong tương lai. Vì một khi một người hành thiện, tránh xa điều ác, hành thiện thì họ sẽ tái sanh cảnh giới lành. Một người mà cố gắng thực hành những cái thiện pháp để trau dồi cái nội tâm mình, thì cái người đó khi mà mệnh chung sanh về cảnh giới an lành, hoặc là nhờ cái nhân chủng thiện đó mà người đó lại nối tiếp cho cái đời sống nhân chủng thiện tiếp tục nữa ở trong đời sống kế tiếp tương lai đó, thì lần lượt cái người đó họ sẽ thành chứng được thiền định hay chứng đắc được đạo quả, thì cũng là chính là nhờ cái giáo pháp này. Mà giáo pháp của Đức Phật đó là sự an lạc ở trong tương lai, khi một người hành thiện sẽ được sanh về cảnh giới lành. Còn một người, cái công năng của giáo pháp nữa đó là mang lại cái an lạc ở trong đời sống tối thượng, tức là sau khi mà mình đoạn trừ những phiền não nhờ thực hành những lời dạy của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, mà người đó thanh lọc được phiền não, loại trừ được những phiền não, thì vì đó chứng đạt được đạo quả thánh nhân giải thoát. Nhờ gì? Nhờ cái việc mà giáo pháp của Đức Phật. Cho nên nếu như một người mà giống như là bây giờ mình nói là một người mà tôi đang học cái điều đó, mà bây giờ mình không tin hẳn cái điều đó, thì rõ ràng là mình học không giỏi, hoặc là mình không thể nào làm được những điều đó, không có thể có cái kết quả tốt được. Thì cũng như vậy, với một cái gì mà mình tin theo lời dạy của Đức Phật, không phải là mình tin suông, cũng không phải là mình tin như một tín điều là để đặt ra là nhất quyết là phải tin. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật, giống như chúng ta thấy rằng người ta thường, các cái bậc tôn túc thường nói đó, là niềm tin thì phải đi đôi với trí tuệ. Và những gì mà chúng ta tin ở nơi Đức Phật á, là bởi vì chúng ta đã thẩm thấu, chúng ta đã thực hành thẩm thấu
và suy nghiệm. Và chính cái điều mà chúng ta thực hành đó, nó mang lại an lạc cho chúng ta ngay trong đời sống hiện tại này. Cho nên là cái niềm tin đó mới là niềm tin vững chắc, niềm tin vững chắc. Chứ không phải là bằng cái sự trải nghiệm thực hành của chính mình, chứ không phải là niềm tin suông hay là một cái bài phù chú gì, hay là một câu phù chú gì, hay là một cái tín điều mà ở đó được được dạy cho một cái điều là bắt buộc con người ta phải tin, không cần có điều kiện, không cần có điều kiện. Thì rõ ràng là cái điều này không phải là tin ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Có một cái nhà học giả Phật giáo nọ đó nói rằng là khi tôi chưa có hiểu Đức Phật á, thì tôi chưa tin Đức Phật gì. Mà khi tôi hiểu Đức Phật rồi đó thì tôi càng tin Đức Phật hơn. Ở đây đó là người ta đã hiểu và biết được, hiểu được cái hành trạng của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật qua những gì mà giống như là mình nói rằng pháp thân vậy đó, tức là lời dạy của Đức Phật còn đó. Cho nên là những gì mà Đức Phật dạy đó là từ mình thấy là đã tồn tại hết 25 thế kỷ rồi, nhưng mà vẫn tồn tại. Mà ở đó, đó đã có các vị thánh nhân chứng quả, rồi có những vị đạt được an lạc mà nhờ sanh thiên, hay là có những người được an lạc trong đời sống hiện tại này, thì chính là về gì? Nhờ thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Cái điều hoài nghi thứ ba nữa đó là hoài nghi về Tăng Bảo, hay là hoài nghi về chư Tăng đó. Chữ Tăng Bảo ở đây đó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho một tập thể mà gồm có là chư Phật, hay là những vị mà ở đây có thể nói rằng Tăng Bảo ở đây là chỉ cho các vị thánh hoặc là các vị phàm. Trước nhất là mình nói ở các vị thánh, bởi vì bậc thánh sở dĩ mà nói rằng bốn đôi tám vị, thì bốn đôi tám vị tức là mình nói sơ đạo tám vị, tức là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Còn bốn đôi tức là chỉ cho đạo quả là một, sơ đạo sơ quả là một, rồi nhị đạo nhị quả là hai, tam đạo tam quả là ba, tứ đạo tứ quả là bốn. Đó là như vậy. Thì những gì mà chư Tăng á, quý vị thấy rằng nó là các bậc thánh á, thường là ngày xưa vào thời kỳ Đức Phật á, là những vị mà chứng đắc thành tựu rồi đó, cái những cái phiền não lậu hoặc được đoạn bỏ đó, chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái việc thành tựu của các vị thánh thì thường thường là được Đức Phật ngài xác nhận, xác chứng cho vị ấy là con của Như Lai, chứ các vị ấy cũng không có khoe mình là một bậc giác ngộ đó, một bậc thánh đó. Nhưng mà khi mà hỏi đến những điều đó, như là nói đến cái việc mà ngài còn có sân giận, hay là ngài còn có buồn tủi, hay là ngài còn thương yêu gì hay không á, thì đó thường nói rằng tôi không còn những điều đó. Thì sau đó là được đến tai với Đức Phật, thì Đức Phật ngài hỏi là cái việc có thật như vậy, thì Đức Phật ngài mới xác nhận là con Như Lai, tức là chỉ cho các bậc thánh, bậc thánh. Vì quý vị này mới bước vào thánh, gọi là vòng thánh để mà trở thành một gọi là các cái bậc thánh tăng. Thì lịch sử đã ghi lại cũng qua trại thời gian vậy, có những vị chứng thiền, có những vị chứng đắc đạo quả, những gì đó là do cái gì? Do giáo pháp của Đức Phật để lại. Và vị này thực hành á, đã có những cái sự thành tựu nhất định, thành tựu. Rồi cái thứ hai nữa là nói đến các cái bậc phàm, như chúng ta thấy rằng là có bậc giới đức, có những bậc tu hành chân chánh, có những bậc mà có được cái đời sống chánh hạnh ở trong cái đời sống, mặc dù là chưa phải là một bậc thánh, nhưng mà vị đó đã có những cái tâm an tịnh từ một phần nào, hay là có được cái sự thanh tịnh một phần nào do vị ấy thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ mà vị ấy có được cái sự an lạc.
Cho nên là khi mà mình ngày nay đó thì chúng ta cũng nói là khó phân biệt được là ai, vị nào là thánh hay là vị là phàm, bởi vì chúng ta chỉ biết rằng chúng ta chỉ tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Và những gì minh chứng rõ ràng nhất là qua những vị đã chứng đắc đạo quả, qua những vị mà chứng đắc được thiền định, vân vân, hoặc là những vị mà đã có được cái sự thành tựu. Chúng ta không dội tin hay là dội bác bỏ. Ngày nay nhiều khi đó là có một số người đó thì dễ dàng tự xưng hay là tự cho hay là tự phong mình người này là bậc thánh, là người kia chứng thiền đó. Thì cái chuyện đó nó nhiều khi mình không khéo đó thì dễ dàng bị lạc lối. Bởi vì cái người mà nhận xét được như vậy đó, thì cái người đó, đó họ phải hơn cái người chứng đắc. Tức là mình phải chứng đắc cái gì đó thì hơn người ta, thì mình mới có thể là nhận xét người ta hay phán đoán người ta được như vậy. Nhưng mà điều đó mình nói ở đây có nghĩa là không phải là mình bỏ hết tất cả, nhưng mà một điều đó là chúng ta hả mà tin ở nơi tăng chúng, tức là những vị hướng đạo ngày nay dù là phàm, nhưng mà vị đó ít nhiều là có được những cái giới đức, hay hoặc là những vị mà mình gọi là những vị thông hiểu về pháp học, thông hiểu về pháp hành, rồi có một cái đời sống chánh hạnh, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì mình đáng tôn trọng, đáng kính trọng, để rồi là gần gũi thân cận. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là đối với chư tăng á, thì luật Đức Phật ban hành là những vị nhỏ phải cần kính lễ những cái vị lớn hạ. Nhưng mà nói như vậy thì cái vị lớn hạ nó cũng phải tôn trọng những cái vị nhỏ hạ, thì tạo cho cái mối gắn kết, tạo cho cái sự gắn kết gần gũi và nương tựa với nhau. Và những gì mà chúng ta giống như là chúng ta quy y tăng thì đó là một tập thể, một đoàn thể, một đoàn thể thanh tịnh, giới thanh tịnh, định thanh tịnh tuệ, chứ không phải là cá nhân, không phải cá nhân. Cho nên là hình ảnh của chư tăng mà ở nơi nào còn cái hình ảnh của chư tăng có giới, có định, có tuệ thì thật ra là một cái điều an lạc, lợi lạc lớn cho những cái người ở xung quanh nơi đó. Nơi nào mà còn hình ảnh của chư tăng có chánh tri kiến, có đời sống phẩm hạnh tốt thì mình biết rằng chỗ đó mình cũng còn được cái sự lợi lạc. Còn nơi nào mà không có hình ảnh của chư tăng hoặc là cái người tu hành đúng nghĩa, thì rõ ràng là chúng ta bị mất đi những cái lợi lạc lớn. Mà hoài nghi Phật hay là hoài nghi pháp, là hoài nghi tăng chính là nơi ba cái ngôi báo, cái chỗ nương tựa của cái người tu Phật. Nói chung cái người tu Phật là người nào thì có hư có hoại có gì đó thì cũng là một người thôi, người có thể nói là như vậy. Còn bản thân của tăng bảo là cái hình ảnh tập thể của một tập thể thanh tịnh, tập thể thanh tịnh, vị này vị kia thanh tịnh thì mình nương tựa như vậy, thì mình nương tựa để gọc gần gũi học hỏi. Nhưng mà nếu mà ai nghi tăng, hoài nghi tăng, sanh cái lòng quan mang, sanh cái lòng lo sợ hay là những cái này cái kia đó, mình mất đi cái nghị lực hay là mình mất đi những cái định hướng đó, thì rõ ràng là mình không thể nào bước tới cái đường tu tập của mình nữa. Và ở cái nội tâm của mình nó có thể là do tham dục nó sanh khởi, tham dục sanh khởi, sân hận nó có thể sanh khởi, rồi quan trái não hại cũng có thể sanh khởi. Cho nên là dễ dàng. Cái điều thứ tư đó là nói đến cái gọi là hoài nghi về học giới. Ví dụ như mình nói rằng một cái khi là mình cái điều học mà mình thọ trì, mình thọ trì, mình thực hành. Ban đầu thì mình quan hỷ mình thực hành, nhưng một thời gian sau thì mình thấy nó làm như là cái gì đó trở ngại cho mình, trở ngại cho mình. Ví dụ như mình giữ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, đó là mình nói những cái giới lớn á, những cái giới trọng á, giới trọng. Rồi những cái việc mà mình thấy là giới nho nhỏ nhưng mà mình thấy nó trở ngại, mình thực hành mà thấy nó trở ngại, mình thấy rằng là rõ ràng là những cái điều mà mình tu tập đã thọ trì đó là mình ngán ngại
ngăn ngại. Thí dụ như bây giờ nè, mình giữ giới, ban đầu thì mình giữ giới thấy nó thoải mái, mình cũng không có cái gì gọi là gò bó ràng buộc. Nhưng một thời gian sau thì mình thấy ở chính cái giới này nó bị ràng buộc, nó ràng buộc. Khi nào mình giữ giới không phải là mình buông lung, không phải là mình buông xuôi nó, tới đâu thì tới, không phải. Mình phải có sự chủ tâm để giữ giới, rõ ràng. Nhưng mà cũng không phải là thấy đó là một sự gò bó, không phải đó là một sự ràng buộc, thì mình mới cảm thấy thoải mái được. Hay hoặc là mình thấy rằng là thời một lúc nào đó cái niềm tin hay là cái sự tu thiền của mình tu tập đó, mình ngồi mình định tâm nó tốt, mà bây giờ tự nhiên là mình ngồi vô cái mình tán loạn nội tâm, mình không có định tâm được, mình không có chánh niệm, không có chánh định được, thì đó là cái sự trở ngại cho mình. Nhưng mà cái điều trở ngại này đó là do nội tâm của mình, chứ không phải là do cái học giới mà mình tỏ thực hành. Không phải, cái thực hành giới đó là trước sau như một, nhưng mà có một điều là bản thân mình ứng dụng trong tùy theo vào mọi thời điểm mà mình thấy nó là cái sự dễ dãi, tu tập nó một cách thuận lợi cho mình, hoặc là có khi mình thấy đó là một sự trở ngại cho mình, thì rõ ràng là đó là một sự trở ngại. Cho nên là không phải là những cái học giới không, mà ngay cả cái pháp hành của mình, tức là một người hành thiền hay là một người thực hành những cái thiện pháp gì, từ cái việc phục vụ đối với Tam Bảo, phục vụ đối với những cái Phật pháp tăng ví dụ vậy, hay là từ cái việc mà mình hành thiền mà mình thấy trở ngại, hay là mình thấy không quan hỷ trong cái đời sống tu tập của mình đó, thì đó là sự trở ngại, đó là sự trở ngại. Cho nên khi nào mà mình cảm thấy là mình thực hành mà mình quan hỷ ở trong cái điều thiện mà mình làm, thiện pháp mà mình làm, thì rõ ràng là mình có được cái sự tiến bộ. Còn trong khi mình thấy nó trở ngại, chướng ngại hay là không quan hỷ làm cho mình bị lui sụp, thì rõ ràng là cái đó là cái sự trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình. Thì đó là một trong những cái điều mà ở đây chúng ta thấy nó là trở ngại. Cho nên là cái quan trọng là cái tác ý của mình, cái tác ý của mình ở trong cái đời sống tu tập. Nếu mà mình tu tập mà mình thấy rằng là dù là cái cảnh nó cái cảnh nó ra sao đi nữa, nhưng mà mình vẫn giữ được cái tâm của mình, cái tâm của mình không phải vì vậy mà nó bị lệch hướng, không phải vì vậy mà bị chi phối, không phải bị vậy vậy mà bị cái này cái kia, thì rõ ràng là nó rất là khó. Như vậy thì ở đây với một cái người mà có cái tác ý đó, mặc dù là gặp cái cảnh bất thiện gì đi nữa, nhưng mà mình có cái tác ý khéo thì cái tâm thiện mình cũng có thể sanh khởi. Còn nếu như mà cái tâm mình mà gặp cái cảnh bất thiện mà mình không có cái tác ý khéo đó, thì trong mọi thời điểm, trong mọi lúc, thì rõ ràng là cái tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi lên, thì cái đó là cái nguy hiểm cho cái đời sống luân hồi của mình, luân hồi của mình. Và cái điều cuối cùng là nói đến cái tâm mà quan vu cuối cùng đó, thì nói đến cái sự mà bất mãn bạn đồng phạm hạnh, bất mãn đồng phạm hạnh. Thì nói đến bạn đồng phạm hạnh thì chúng ta nhớ ở trong 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 lịch sử Phật giáo của chúng ta nữa, thì ngày xưa có bốn chúng, này thời buổi ban đầu, thời gian sau thì cũng phải có bốn chúng, thời trung giác thời cũng đã có bốn chúng, tức là tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Nhưng mà rồi đó thì ở đây đó, ý chúng tôi muốn nói bạn đồng phạm hạnh ở đây tức là những vị tỳ kheo với nhau, những vị tỳ kheo với nhau phải biết thương tưởng, phải biết kính trọng, rồi còn phải biết gắn bó gần gũi để học hỏi, học hỏi. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất cũng có dạy ở trong kinh Thập Thượng này nè, có một cái điều ngài gọi là gần gũi cái bậc thiện trí, thiện trí thì là một trong những cái pháp làm cho mình được được tiến hóa, tiến hóa. Còn nếu như mà mình không thành gần gũi được thì không được tiến hóa. Ở đây đó thì mình gần gũi những cái vị mà không phải là chỉ có hình thức, mà ở nội dung pháp học pháp hành, ở trong cái đời sống tu tập, có cái đời sống tu tập một cách chân chánh, thì gần gũi những cái vị tỳ kheo như vậy nè, ở trong cái mối quan hệ
Thì có những vị ngày nay chúng ta thấy rằng chư tăng thì ở nơi chùa này hoặc là ở nơi tự viện nọ, ở nơi, nhưng mà khi gặp nhau thì cũng phải biết tôn trọng, kính trọng nhau, quý trọng nhau, và xem như cái hình ảnh của những vị tăng ấy, là những vị mà để mà mình gần gũi học hỏi. Chứ để lúc lúc nào đó mà sanh cái tâm khó chịu, bực bội hay là ghét hay là oán thù thì cái đó nó nguy hiểm lắm. Chúng ta biết rằng là khi mà mình xúc phạm với một cái mình có xúc phạm với một cái người bình thường thì mình cũng bị quả báo rồi, huống chi là mình xúc phạm đến tăng chúng thì cái đó nó nguy hiểm lắm. Cái đó nó khổ lắm, cái quả nó nặng lắm, quả nó nặng lắm. Vì vậy cho nên là đối với các vị tỳ kheo mà đồng thương tưởng với nhau đó, phải có cái sự thương tưởng với nhau, thương tưởng với nhau. Vị lớn thương tưởng luôn luôn có lòng từ với những vị nhỏ, vị nhỏ cũng phải có lòng từ với những vị lớn, rồi có cái tâm học hỏi gần gũi. Bởi vì cái người mình thấy rằng có những người đó họ gặp nhau họ nói chuyện Phật pháp, họ gặp những vị mà có kinh nghiệm, có dày dặn ở trong pháp học hay là dày dặn pháp hành ấy, thì họ sẽ gần gũi để họ học hỏi, hỏi điều này học điều kia. Nhưng mà có khi thì họ nói chuyện tán đổ nhau, tán đổ nhau thì ở đây nó không có lợi. Nhưng mà nếu mà mình gần gũi nhau mà mình học được, hỏi được những điều đó, thì rất là lợi lạc, lợi lạc. Như trong kinh Đức Phật này nói là các thầy tỳ kheo mà gặp mặt nhau là có hai việc cần làm đó, đó là một nói năng như chánh pháp hay là yên lặng của bậc thánh. Thì bây giờ nếu như mà mình nói năng á, thì học hỏi gần gũi để học hỏi những cái điều gì để bổ túc cho cái tri kiến của mình, củng cố cho cái tri kiến tu tập của mình, hiểu về đúng lời dạy của Đức Phật, thì rõ ràng là lợi lạc cho mình trên phương diện pháp học. Nhưng mà nó cũng là làm lợi lạc cho mình trên phương diện pháp hành khi mà mình gần gũi những vị có dày dặn, có những cái kinh nghiệm dày dặn ở trên phương diện pháp hành, mà mình học hỏi những cái điều nào của một cái vị tu tập về thiền tập thì mình cũng có lợi lạc. Còn nếu như mà mình nói năng ấy, mình yên lặng ấy, thì ở trong trường thiền, cái nơi mà cần phải có sự yên lặng ấy, thì những cái món quà tốt nhất nhau, món quà tốt nhất để trao gửi cho nhau ấy, từ ở các vị thiền sinh này đến những vị thiền sinh khác, những vị tỳ kheo tu thiền này hoặc là những vị tỳ kheo khác, thì chỉ có cái sự yên lặng mà giữ cái nội tâm của mình. Yên lặng ở đây không phải là chỉ cái không gian yên lặng, mà yên lặng ở đây là nội tâm của mình cũng phải yên lặng. Tức là mình phải giữ cái tâm của mình có chánh niệm, chánh định. Thì các thầy tỳ kheo gặp mặt nhau thì có hai việc đó cần làm. Nếu mà nói năng thì nên nói năng với chánh pháp. Còn nếu mà yên lặng thì giữ cái yên lặng giống như bậc thánh như vậy đó, thì mình cần phải làm, cần phải làm. Thì ở đây khi mà mình nói đến những cái người mà bạn đồng phạm hạnh là những vị tỳ kheo, còn khi mà mình nói đến những hàng cư sĩ, ở trong đó có cận sự nam Upasaka hay là cận sự nữ là Upasika chẳng hạn như vậy, thì những cái vị đó, đó là thiện, mình ngày nay mình gọi là thiện nam tín nữ. Thì những vị mà mình là những người cư sĩ với nhau, mình đi chùa hay là mình hướng đến những điều thiện, thì là mình thấy rằng những cái người bạn mà đồng thực hành giới giống mình, năm giới hoặc tám giới, rồi có niềm tin là tam bảo nè, rồi có niềm tin về nhân quả nghiệp báo luân hồi nè, rồi có những niềm tin về giáo pháp của Đức Phật nè, thì đó rằng là người đó họ có những cái điểm chung, điểm chung mặc dù là mỗi người có một gia đình khác nhau, có thể khác nhau về huyết thống, có thể khác nhau về dòng họ, có thể khác nhau về địa phương, có thể khác nhau về tập quán dân tộc, nhưng mà lại có một cái điểm chung đó là niềm tin, đó là niềm tin giống nhau, niềm tin giống nhau và có giới hạnh cũng giống nhau. Thì ở đây đó là khi mà mình gần gũi những cái người đó, mình thân cận với những người đó thì mình đều có những cái sự lợi lạc. Ở đời á, thì nếu mà mình gần những người hiện á, người thiền, người hiền, người thiện, thì mình thật sự là cái tâm của mình nó được an lạc, và cái niềm tin của mình được tăng trưởng, và cái đời sống của mình nó cũng đúng đắn, cũng chân chánh, cũng hiền thiện. Nhưng mà mình gần, ngược lại, mình gần gũi với một người ác, thì rõ ràng là mình có những cái sự tai họa, rồi có dạ lây,
rồi có những cái sự bất lợi cho mình rất là nhiều từ ở cái nội tâm của mình, chứng kiến, giao tiếp với những cái người ác, thì đời sống của mình rất là khó khăn. Cho nên là khi mà Đức Phật khi mà Ngài A Nan hiện hữu là như thế nào, thì Ngài A Nan Ngài mới trả lời là một nửa con đường phạm hạnh này là nhờ gần gũi với thiện hữu. Thiện hữu tức là bạn lành, bạn lành ở đây là đối với bạn đồng phạm hạnh, các bậc xuất gia cũng vậy, mà hàng cư sĩ cũng vậy, tức là những người có đồng chung niềm tin, có đồng chung giới hạnh, rồi có đồng chung cái trí tuệ hiểu biết về cái sự nhìn nhận của mình, biết được của mình. Thì mà Đức Phật Ngài hỏi Ngài A Nan vậy chứ là này là như thế nào, thì Ngài A Nan mới trả lời là một nửa con đường phạm hạnh này là do thân cận với thiện hữu. Thì Đức Phật Ngài mới trả lời là này không phải nè A Nan, mà toàn bộ cái con đường phạm hạnh này là nhờ thân cận với thiện hữu. Thì thân cận với thiện hữu ở đây là hiểu là mình ở cái giới nào, bậc xuất gia hay là hàng cư sĩ, phải biết tôn trọng, học hỏi và nương tựa với nhau để tạo gọi là cái tâm gọi là tư hòa, tâm tư hòa, đó là tâm tư hòa, lời nói tư hòa, hành động tư hòa, rồi mình mới có được cái sự thân cận gần gũi. Thì cái thứ hai nữa đó là thân cận với bạn lành đó, chính là cái nội tâm của mình xuyên gắn bó với thiện pháp, thường xuyên thực hành, suy nghĩ với những lời dạy của Đức Phật, tức là suy nghĩ thiện pháp, suy nghĩ về giáo pháp của Đức Phật, rồi thực hành cái lời dạy của Đức Phật ở trong đời sống hàng ngày, thường xuyên như vậy, thì đó chính là thân cận với những cái người bạn lành. Bởi vì chỉ có cái tâm của mình gắn bó với những cái thiện pháp thì mình mới có được cái sự lợi lạc ở trong đời sống và có được cái sự tiến hóa. Còn nếu không có được cái gần gũi với những cái người bạn lành về hình thức cho đến cái nội dung tu tập của mình, mà mình không có với những cái thiện pháp trong đời sống hàng ngày thì mình sao dạy. Thì hôm nay đó chúng ta học đến năm cái tâm quan du. Cái thứ nhất là hoài nghi về 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 Đức Phật, về sự giác ngộ của Đức Phật, về cái ba cái ân đức của Đức Phật. Thứ hai là hoài nghi về giáo pháp, lời dạy của Đức Phật. Thứ ba là hoài nghi về tăng chúng. Thứ tư là hoài nghi về học giới, tức là những cái gì mà chúng ta thọ trì, giới hành pháp học, chúng ta hoài nghi gì vậy đó, đó là sự trở ngại. Và thứ năm chính là một cái nội tâm có những cái sự bất mãn, khó chịu, sân hận với những người bạn đồng phạm hạnh, thì đó là cái sự trở ngại. Trở ngại trước nhất đó là cái người đó, cái nội tâm không có giúp được những cái pháp truyền cái, những cái sự trở ngại đó, và làm cho cái nội tâm bị trở ngại, cho nên không thể định tĩnh và tu tập tiến bộ để đạt được cái sự giải thoát. Thì hôm nay chúng ta học đến năm cái pháp thuộc cái phần mà thấp kém đó, phần hạ liệt là phần thấp kém. Thì đây là những cái pháp mà chúng ta biết đó là thấp kém, để rồi chúng ta tránh nó, bỏ nó, để chúng ta có được cái sự lợi lạc ở trong đời sống tu tập của mình. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý thiện nam tín nữ luôn được sự an vui tiến hóa. Thưa tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa tự siêu có mặt ở trước máy, xin thưa tòa trả lời cho câu thưa luật số 1. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tự siêu có mặt ở trước máy không? Dạ. Yeah. Thưa tòa tự siêu, chúng ta biết rằng khi cái tâm mà rơi vào trạng thái gọi là tự quan vu,
tức là chúng ta mất phương hướng, chúng ta không có kim chỉ nam, chúng ta không có niềm tin. Nhưng mà đối ngược lại đó, là mình xây dựng niềm tin thế nào mà để không rơi vào tình trạng cuồng tín hay cả tin. Tại vì thật ra thì đa số Phật tử rơi vào một trong hai tình trạng, một là cả tin, hai là thiếu niềm tin. Thì tôi có thể cho một lời khuyên như thế nào gọi là niềm tin chánh tín, như thế nào là gọi là không có cả tin, không có cuồng tín. Cái tin thì thôi. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đề Tín Phật, kính bạch Chư Tôn Đức Thánh Thượng. Không phải khó để chúng ta có niềm tin mà không rơi vào cuộc tính cả tình. Nhưng mà nó cũng không phải dễ. Đối với một người có trí tuệ, chứng được nó thân, thì người đó sẽ dễ có cái niềm tin chân chính. Còn đối với một người không có trí tuệ và cũng không tự chủ được bản thân, thì vừa dẫn vào người khác, thì như vậy rất nguy hiểm. Họ sẽ rơi vào một tình trạng cuồng tín và cả tin. Cho nên ở đây một người Phật tử muốn có được cái chánh tín và không rơi vào cuồng tín cả tin, chúng ta phải có ba cái yếu tố. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần ba cái yếu tố này cũng được. Thứ nhất là phải học hỏi kinh điển một cách chính xác về nghĩa lý. Kinh điển ở đây đó phải là kinh điển có cái nguồn gốc đáng tin cậy. Thì nếu mà nói là phải đọc kinh điển, có những người họ gặp sách gì cũng đọc, ai cho những kinh nào, giới thiệu kinh nào cũng đọc. Không được. Chúng ta phải đọc trước tiên, chúng ta đọc từ ngữ trong kinh tạng Pali, chúng ta hãy học.
Ở trong kinh Tạng Pali thì chúng ta phải học từ rành vi diệu pháp. Khi mà chúng ta học kinh điển thì chúng ta phải học vi diệu pháp. Phải học vi diệu pháp để hiểu được càng kẽ về những cái pháp cốt lõi căn bản. Từ những cái pháp cốt lõi căn bản đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có nhận xét khi chúng ta nghe nói cái này, nghe giảng cái kia, chúng ta đều cũng có một cái công thức để chúng ta trắc nghiệm xem có cái đó đúng hay là. Với kinh điển, cho nên cái yếu tố đầu tiên là chúng ta học phải học, phải học kinh điển cho thật rõ ràng, cho nhiều. Thứ hai đó, luôn luôn phải có cái trí tuệ khéo tác ý. Đức Phật này thường dạy cho các dân chúng xứ Kamala khi mà các dân chúng xứ Kamala bạch với Đức Phật rằng tại địa phương chúng con có rất nhiều vị sa môn ghé qua và những vị sa môn đó luôn luôn là họ nói thì họ là chánh pháp, còn người khác là tà pháp. Như vậy thì chúng con biết tin như thế nào? Ai cũng nói mình chánh pháp. Đức Phật ngài không có giải thích cho họ ai là chánh pháp, ai là tà pháp. Ngài không bảo họ phải tin ai. Ngài nói rằng một sự kiện như vậy đáng ngờ vực là phải, nghi ngờ là phải. Rồi ngài dạy này các dân chúng sẽ không la. Khi ai nói cái điều gì cần phải nhận xét trong cái lời của họ, lý thuyết của họ, cái này có phải là thiện pháp hay không phải là thiện pháp. Cái này thực hành đưa đến sự đau khổ hay là hạnh phúc. Cái điều này được các bậc thiện trí thức tán thán hay là chỉ trích, chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải hiểu. Cái thái độ trình bày hay thuyết giảng của một người mà họ cố tình muốn thuyết phục người khác theo họ đó, thì chúng ta hãy cẩn thận, hãy coi chừng. Bởi vì những người như vậy đó, những vị như vậy đó, những sa môn như vậy thì họ nói nó sai với chân lý, họ cũng thực hành sai với chân lý, cho nên họ mới nói theo cái cách đó. Còn như đối với Đức Phật đó, như chúng ta thấy có một lần tướng quân Si Ha đến bạch với Đức Phật về cái chuyện mà bên ngoài những cái vị du sĩ ngoại đạo họ có lời mỉa mai, họ nói Samu Gautama là như thế này, là như thế kia, mà
Đức Thế Tôn họ nói như vậy, họ có xuyên tạc với Đức Thế Tôn không? Có đúng cho Đức Thế Tôn không? Thì Đức Phật còn bảo rằng là những điều mà nói đó nếu xét về tình về lý đó, thì họ nói cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà ở đây sau khi Ngài giải thích ra, Ngài nói nhưng mà những người, những vị sa môn ngoại đạo họ không nói như vậy, họ cố tình xuyên tạc như vậy. Ví dụ như người ta xuyên tạc, người ta nói Ngài là sa môn Gautama là chủ trương không nhập thai chẳng hạn, thì Đức Phật phải nói rằng nếu xét về lý thì đúng, là tại vì Như Lai không có khuyến khích cái việc mà tái sanh, nhàm chán cái sự tái sanh trong cõi dục, cõi sắc, cõi sắc. Nhưng mà ở đây đó, người ta xuyên tạc Như Lai chứ họ không có nói theo ý nghĩa đúng rồi, vân vân. Sau khi Đức Thế Tôn giảng xong thì Đức Mô Xá Quan Hỷ Quả đánh lễ Đức Thế Tôn vẫn xin quy y Đức Phật. Đức Phật là bảo rằng lễ Kinh Mô Xá hãy chín chắn suy tư, sau khi suy nghĩ kỹ rồi mới làm, mới quy y. Hiện tướng quân Si Há ông lại đảnh lễ Đức Thế Tôn lần nữa, ông ta nói rằng con bộ phần quan hỷ khi nghe Đức Thế Tôn khuyến khích con phải suy tư, phải chín chắn suy tư trước khi tình. Và Đức Thế Tôn khi mà con đi đến với Ni Lên Tháp, vừa khi mà con mới phát biểu rằng là xin quy y quý phái, thì họ liền chấp nhận và họ cho dân cờ kêu biểu ngữ đánh trống cùng khắp trong phố, nói rằng tướng Mui Si Há, một người có uy tín nhất trong thành phố này, đã quy y chúng tôi. Họ hô hào như vậy để họ tạo cái thanh thế cho họ. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì con thấy con rất là hoan hỷ. Đức Thế Tôn này không có cần thiết cái chỗ đó mà là khuyên con. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nghe nói cái gì tự chúng ta phải có trí tuệ và suy xét để biết rõ cái này nó thiện pháp hay bất thiện pháp, cái này đúng hay sai, cái này thực hành đưa đến cái sự khổ hay là an lạc, bằng những trí thức tán tán thì chỉ trích chúng ta phải biết bằng trí tuệ. Đó là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đó, là một người phải có cái sự tự chủ, đồng thời mạnh mẽ lên, tức là đừng để cho người khác thuyết phục mình bằng những lời lẽ ngon ngọt mà làm cho mình khá tin nơi họ. Chúng ta phải tất nhiên khi mà chúng ta phải tự chủ ata tay giá là chúng ta phải có trí tuệ ở trong đó. Chúng ta phải dựa vào một nơi đáng nương tựa, đó là dựa vào cái lý pháp của Đức Phật. Khi mà chúng ta đã học hiểu được giáo pháp chúng ta dựa vào đó
Và khi chúng ta đã dựa vào đó rồi đó, dựa vào cái niềm tin của chúng ta, dựa vào Đức Phật, dựa vào giáo pháp, dựa vào chư Thánh Tăng, với cái niềm tin đó thì khi chúng ta nghe ai nói gì, có cái luận điệu gì, có cái chủ thuyết gì, thì chúng ta cũng đều có thể nhận biết được. Còn như một người yếu đuối, không có tự tin, không có tự quyết định, mà nghe người này nói cũng gật đầu phải, nghe người kia nói cũng gật đầu phải, nghe người đó nói cũng gật đầu phải, tới hai ba phải liền. Thời như vậy nó sẽ cái niềm tin của mình trở thành cuồng tín hay là cả tín. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là ở đây, nếu mà chúng ta muốn có được cái niềm tin chánh tín, chúng ta phải có ba yếu tố. Trước là phải học hiểu, phải học hỏi từ được kinh điển chính thống, nhất là cái đạo nhiều Phật. Thứ hai là chúng ta phải có cái trí tuệ để chúng ta thẩm sát như những điều mà Đức Phật đã dạy cho những chúng sinh Cơ Ma La. Hai là chúng ta phải có cái tâm tự quyết định, tự chủ, mạnh mẽ. Sau khi chúng ta đã suy nghĩ được thì chúng ta mới tỉnh. Đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị qua các câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Xin cung kính thì trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Kính thưa Thầy Tổ Thầy Sư, mà Thầy Tổ Thầy Sư, ở đây chúng ta thấy điều số 4 là niềm là hoài nghi học giới, hoài nghi về những điều học. Thì tại sao hoài nghi học giới không nằm ở trong cái hoài nghi về giáo pháp? Và một cái là ví dụ như có một vị nào đó thực hành điều gì đó, ví dụ như là mình phát niệm và hành thiền chẳng hạn, mình hành thiền theo cách cho vị thiền sư hướng dẫn, và mình cảm thấy nó không có tiến bộ, mình có hoài nghi. Cái hoài nghi tính là hoài nghi giống. Xin thỉnh Thượng Tọa nghĩ trở lại. Tức là chỉ cần cái thứ mới nghe qua thì chúng ta tưởng chừng như là nó trùng lập giống nhau, nhưng kỳ thực thì khác nhau. Một người mà hoài nghi về giáo pháp cái này phủ nhận những cái đặc tính cao quý của giáo pháp như là Svakato Phakvata Thamu, pháp được Đức Thế Tôn khai thuyết, hay là Sanisiko, pháp có tính cách thiết thực hiện tại, cái liên vô là vượt ngoài thời gian, vân vân. Người đó không tin, nghĩa là có cái gì nghi ngờ giáo pháp phải là như vậy không? Hoài nghi giáo pháp là hoài nghi về những đặc tính đặc biệt, những đức tính đặc biệt của
tam tạng kinh điển giáo pháp do Đức Thế Tôn thuyết. Còn cái hoài nghi học giới đó, tức là hoài nghi về cái pháp mình đang thực hành, cái vị học khi mình đang giữ giới, tu tập giới, vì không có học hiểu được cho rõ ràng trong giới bổn của tỳ kheo cái điều giới này có ý nghĩa gì, không chịu học hiểu. Cho nên khi mà gặp việc đó, người đó phân vân lưỡng lự, không biết cái điều này ta làm như vậy có vi phạm vào giới luật mà Đức Thế Tôn ngài này chế định không. Họ có sự ngờ vực về cái tính cách mà họ không hiểu tới, cho nên họ thực hành lưỡng ước của mình, họ hoài nghi về định học, tức là hoài nghi về cái pháp thiền mà họ đang công phu tu tập. Về cái ý nghĩa cũng như về cái phương pháp đề mục, phương pháp thực hành và đề mục thực hành, do học không kỹ, không chịu hỏi lại cái vị thầy, vị thị sư cho rõ ràng, cho nên thực hành trong cái sự nghi hoặc. Ở trong Thanh Tịnh Đạo nói rằng nếu mà bị hành giả khi mà đi học thiền thì nó bị thì sư từ nó bị vì hành giả phải chọn, nếu mà được ở chùa gần thầy thì nó tiện quá, vì khi mà thắc mắc cái điều gì hỏi ngay được đó, giải tỏa ngay được đó. Còn nếu mà chọn, nếu mà không được, không có phương tiện ở gần thì mình ở chú xứ xa đó không sao quá, không sao quá, không xa thì lắm, chỉ xa đến mức mà chúng ta có thể trở đi trở về để chúng ta hỏi những điều nghi vấn, cái đó là tốt. Cho nên khi mà tu tập mà có cái sự hoài nghi vì cái pháp môn của mình thì như vậy gọi là hoài nghi định học. Cũng về hoài nghi tuệ học là hoài nghi về thiền minh sát. Khi mà về giới, về định, về tuệ mà mình học không rành, không được hướng dẫn tường tận, mà mình có sự nghi nan, thì trong trường hợp này là chúng ta sẽ không có tác, chúng ta thực hành không có tác. Chẳng hạn như chúng ta thí dụ hai trường hợp hoài nghi về giáo pháp và hoài nghi về học giới, nó cũng ví như như một bệnh nhân đó. Có người họ không có cái tư tưởng của họ, của là tư tưởng của những người xưa, cho nên họ không có tư tưởng vào cái nền Tây y, mà họ chỉ đặt niềm tin vào đông y thôi, thì như vậy có cái sự ngờ vực về cái nền Tây y, cái y học của phương Tây, y học thời đại. Nó ví dụ giống như là nghi ngờ về giáo pháp. Còn cái trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh,
có người chỉ cho cái thuốc này, người chỉ cho thuốc khác, họ uống cái này xong họ thấy không có kết quả, bởi họ chưa uống lâu dài, không có uống uống lúc nhiều, cho nên không có kết quả. Rồi cái họ đâm ra họ nghi ngờ, một là họ nghi ngờ cái bệnh của họ không trị được, hai là họ nghi ngờ cái loại thuốc này không có hợp với cơ địa của họ chăng. Họ nghi ngờ như vậy, họ nghi ngờ về thuốc thôi, thuốc dùng, thuốc trị bệnh, thuốc uống, thì cái đó cũng giống như là nghi ngờ về học giới. Cái nền y học đó, thì họ tin, nhưng mà họ có thể nghi ngờ cái khả năng trị bệnh của y bác sĩ ở bệnh viện đó, họ nghi ngờ, họ không có biết tin lắm về những cái liệu trình mà bác sĩ đã đưa ra để trị cái bệnh của họ bằng những cái liều thuốc này, những cái loại thuốc này, thuốc này. Thì có cái sự nghi ngờ như vậy cũng khiến cho bệnh nhân đó không thể nào uống thuốc trị bệnh được, và không thể nào làm cho nó hiệu quả. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu trong trường hợp này, ngoài nghi giáo pháp, ngoài nghi về những cái đức tính đặc biệt của giáo pháp, như là sáu cái đức tính, soa kha tô phúc qua ca tham môn, hoài nghi về học giới, tức là hoài nghi về tam học giới định tuệ, hoài nghi về cái pháp tu tập mà cái vị thầy hướng dẫn, một là không có kỹ lưỡng, hai nữa là không có chịu học hỏi cho rành rẽ đến nơi đến chốn, đang khi thực hành thì có cái sự nghi ngờ. Khi mà cái tâm đã có sự nghi ngờ như vậy thì họ không có thiết tha để thực hành theo cái pháp ấy. Cho nên đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ cho quý vị và cái câu hỏi. Và bây giờ thì xin được cung kính chúng tôi sẽ đóng trở lại Nam Mô Thầy. Sa thú kính trưng thưa tổ sư, thưa tổ tư quyền, thưa tổ có mặt ở trước máy và thưa tổ có nghe được không? Nếu thưa tổ tư quyền nghe được xin tỉnh, thưa tổ trả lời cho câu luật số 3. Thưa tổ tư quyền, ngày nay người ta có cái khuynh hướng là hướng dẫn Phật tử tin tưởng vào một vị thầy, một vị sư, nhất là một vị thầy, vị sư nổi tiếng, và đặc biệt là bên Mỹ bây giờ có phong trào họ tin theo Phật giáo Tây Tạng. Và trong Phật giáo Tây Tạng đó, họ xem tin vào vị guru, guru tức là vị thầy á, nó tương đương với Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Thành ra Phật giáo Tây Tạng họ nói tên tứ bảo, không nói Tam bảo, nói tứ bảo. Thì tin tưởng vào một vị thầy, một vị sư có được tính là Tăng bảo, Tam bảo hay không? Và cái quan điểm của chúng ta như thế nào khi mà chúng ta thấy Phật giáo Tây Tạng khuyến khích là nên đặt niềm tin vào một vị thầy, một vị sư? Cái tỉnh thưa tòa tây nguyên. Nam mô Bụt Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sân Khai, Giới Giới Thưa Đại Chúng Nghe Rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ Đức Phật, Đức Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thần Tổ Chất Đẳng, Thần Tổ Tăng, để Đức Pháp Tính, Đức Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thầy chào đến quý tu nữ cùng cho Phật tử. Và một Phật kính thỉnh Sư Phụ đi nghỉ đi. Và một Phật kính Sư Phụ một đêm an lành. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu như mà trên tinh thần Phật pháp chánh truyền thì chỉ có tam bảo thôi.
Đây là giá trị tuyệt đối, là một điều. Và cái điều thứ hai nữa, cái điều mà Phật giáo Tây Tạng cho một cái bảo thứ tư, đó tức là một thầy bảo đó, chẳng hạn như đó, chúng ta dù Guru, tức là Guru, tức là vị thầy đó, thì một cái cách người ta nương tựa như đó, thì cái này nó sai với cái tinh thần khuyến dạy của Đức Phật. Đức Phật ngày dạy một người đệ tử tin vào Tam Bảo chứ không tin vào một ai cả. Chúng ta nhớ, nó có những điều sau đây mà khi chúng ta tin vào một người thì dễ bị, cái niềm tin nó dễ bị mất mát. Cái thứ nhất, cái người thầy đó chắc chắn rằng sẽ chết đi. Đây là cái lý thứ nhất. Cái người thầy đó hoàn tục và cái người thầy đó phạm giới. Thì cái niềm tin của chúng ta toàn phần. Vì thầy đó phạm giới hoặc vì thầy đó không vẹn toàn ở trên cái sở tánh. Chẳng hạn như bây giờ tam nghiệp, ví dụ như những cái hành động hay lời nói của vị đó, nó có một cái gì đó mà có thể gây chúng ta không vừa lòng, thì chúng ta mất niềm tin. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài đưa lên những cái tiêu chứng như chúng tôi vừa trình bày, tức là thứ nhất là không vì ấy chết đi, vì ấy phạm giới hay vì ấy hoàn tục, thì tất cả cái niềm tin của mình nó cũng trôi dạt luôn. Cái việc mà không phải là không có, cái điều này nó xác suất 50% là xảy ra những điều kiện trên. Thì đây là một điều mà chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ. Trong bài kinh này, Đức Phật ngài cũng nói không có tin vào một vị cao, không có tin vào một người tiếng như thế này như thế kia. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta là một người Phật tử tin lý nhân quả, lại không có thể hướng tâm đến một vị mà vị đó có khả năng, vị ấy nổi tiếng, vị ấy có cái thần lực. Thì cái chuyện đó hiểu về cái thiền định thì chúng ta coi rất là bình thường. Một người phàm phu có thể chứng đắc thiền và thần thông được mà. Và chứng đắc chứng được thiền và luyện được thần thông thì cũng phàm phu thôi, chứ cũng phải chưa có phải là một vị thánh đệ tử Phật đâu. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái sự suy nghĩ rất là đặc biệt. Cho nên chỉ có coi như là Buddha Ratanang, Dhamma Ratanang, Sangha Ratanang, tức là cái tam bảo này nó quý giá và nó tốt đẹp để cho chính chúng ta có được một cái sự tốt đẹp ở hiện tại này cũng như ở kiếp lai sinh. Và từ chỗ đó cho nên tại sao Đức Phật nói ai quy ngưỡng với Phật Pháp và Tăng, ai quy y Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo sẽ không xa được từ bỏ thân tạng, làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Và chúng ta hướng tâm, chúng ta quy ngưỡng, nương tựa, chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối vào giá trị tam bảo là muôn thuở. Bởi vì cho nên cái giá trị mà của tam quy rất là tốt, rất là đặc biệt, chứ không còn một cái quy ngưỡng nào cả. Mà thường thì chúng sinh thì hay chạy theo một cái gì đó mà danh xưng, một cái gì đó mà tốt đẹp. Ở Việt Nam, tôi nói Việt Nam ham hàng ngoại, cả hàng vật chất cũng như mai sư thầy này, mốt sư thầy của nước kia, thì họ cho rằng như vậy sẽ là linh thiêng, như vậy sẽ là tốt đẹp. Nên rằng có những cái điều tốt đẹp, nên rằng có những cái điều như thế này thế kia, nhưng hãy còn phàm phu, tất cả là một dấu chấm hỏi. Vì chúng ta nhớ, kiếp con người nó hay như vậy đó. Có những bữa cơm ngon thì quên đi những chén cơm manh áo, những cái thí dụ bây giờ chúng ta được
được ăn một bữa ăn thịnh soạn với những cái món chúng ta gọi là cái món mà thượng vị, mà theo tinh thần của phương Tây. Nhưng chúng ta đã có nhớ những tháng ngày canh cá, cá kho, cơm canh như vậy là một món xào bình thường, nhưng nó nuôi chúng ta suốt một thời gian dài. Hiện hữu trên cái đó, lâu lâu có sự đổi thay, chứ chúng ta đừng có cho rằng chúng ta sẽ được cái đó nó mãi mãi. Cái món ăn này nó lớn như vậy đối với chính chúng ta, cũng như một người ta mới tới, chúng ta làm sao vẫn có thể ăn được những món ăn tốt, và chúng ta vẫn ăn được những món ăn bình thường của chính mình ngày nào mà không có sự trách móc như thế này thế kia. Chúng ta luôn luôn so sánh với cái người mới thì lúc nào họ cũng là người mới. Chúng ta quên đi cái người cũ thì cái điều này sẽ cãi. Tốt như vậy không phải là tự cảm cho những gì mà chúng ta đang bị hiện tại. Mà cái đó thành thật vậy đó. Đường sinh tử, tất cả phàm phu chưa biết như thế nào đâu quý vị. Chứ đừng nói chi mà chúng ta cứ đăng trình, cứ chạy theo một cái chuyện này, chọn lựa một cái món hàng kia. Như vậy thì tự chúng ta chưa có một giá trị niềm tin ổn định, chưa có một tri kiến. Mà chúng ta biết cái tri kiến coi như là chúng ta thâm nhập, hay chúng ta chiêm nghiệm, hay chúng ta được tiêu hóa cái lời dạy của Phật. Mà chạy theo cành lá, chạy theo những cái hảo huyền, những cái gì. Mà cái bệnh này, cái bệnh lớn như vậy, coi như có quyền, có thế, có danh, có tiếng, nó bậy, nó bạ, chúng cũng nghe rầm rầm mà. Còn hay là chúng tôi thường nói đó, khi giảng thuyết cũng vậy. Người ta không có nghĩ rằng người ta cần phải tiếp, cần phải cố gắng để đào luyện, để hiểu biết những gì mà các vị pháp sư người ta nói. Khi người ta nói, người ta nói mình không hiểu đó, thì mình không có tự chấp nhận rằng mình bị giới hạn, mà mình cứ nghĩ rằng ông sư đó, ông thầy đó giảng dở. Mà cái giảng dở đó thì nó cũng có hai. Một tức là nói lên những cái điều thật thì chúng ta không dám muốn. Và thứ hai cũng có những người mà không có khả năng và cũng không nhớ, thì nó cũng có cái dở. Những điều mà cái điều này ấy, nó gọi là cái cũng giới hạn một phần. Nhưng thường là người ta nói thật và nói đúng, chúng ta ít bao giờ biết nghe. Mà lên đó nói vui, nói đùa, nói ca, nói hát, nói tân bốc, nói như thế này thế kia, thì chúng ta tự nhiên chúng ta coi đó nó như là một cái viên ngọc quý đó. Cái điều đó nó cao cả, nó hay quá, nó đẹp quá. Mà sự thật ra nó chỉ bôi trơn cảm giác chúng ta thôi, chứ sự thật không có đánh thẳng vào những vết thương lòng của chính chúng ta. Cái điều này nó thật như vậy. Chúng ta đâu có chấp nhận. Chúng ta nghe bằng cái lỗ tai hả? Thì cũng như thế đó. Và chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt và nghe bằng cái lỗ tai hết chị. Nói về thì nghe hơi bị sắc tức kỳ, nhưng điều thật sự là vậy đó. Và cuối cùng khi mà chúng ta hiểu ra thì nó đã muộn màng. Hay cố tình không hiểu, cứ chạy theo cái hư hảo, cái hư, cái ảo đó mà nó đánh lừa chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới hiện nay và mãi về sau. Cho nên chúng ta khó bao giờ tìm về chánh đạo. Chúng ta không thực nghiệm, chúng ta không vượt qua khó khăn, chúng ta không có một cái sự suy nghĩ vững chắc lớn lao bằng cấp danh vọng. Sự như thế thì người ta bu vào, người ta bám vào. Tôi quy với một người rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng.
Tôi được học với người rất là nổi tiếng, pháp sư quốc tế, danh sư cao đồ, được nổi tiếng giải Nobel này, giải học phần kia vân vân. Tất cả những điều đó là giai thủy hư vọng hết trơn, nhưng chúng ta đâu có chấp nhận. Chúng ta tự xem mình như là một cá thể của chính họ, hay là chúng ta nghĩ rằng mình đến với họ thì mình có một chút xíu gì cá thể của chính họ truyền trao cho mình. Như này không trao ai, không ai trao ai. Mình cái phái dốt đặc là dốt, mình phải nói, tức là không mở mang được thì vĩnh viễn không mở mang được. Và mình không có một cái tri kiến ổn định thì muôn đời không có một tri kiến ổn định. Và chúng ta không có một cái Atthithana, có một cái ý chí, hay là chúng ta không có Yonisomanasikara, không có như lý thức ý rõ ràng, thì vĩnh viễn cái đó nó chỉ là một cái tầm tứ. Tất cả quý cha ra chỉ là tầm tứ bình thường thôi, chứ nó không phải là Yonisomanasikara để mà tác thành cái động lực để mà tu tập tốt đẹp, hay là có một ý chí, có một cái sự cương quyết vững chắc. Bây giờ có một người nói vậy, chú ý biết, có một người nói nó bay lên trời, đứng trên ngọn cây hay đứng trên cột điện gì đó, nó không có giật hé, rồi đứng trên nguyên cái tòa nhà tháp chừng mấy chục tầng đó, nói xuống mà chúng nghe luôn, nói rằng bây giờ đấy là ta mới là thầy của tam giới, ta mới là ông thần ông thánh nè, còn điều mà các ngươi học đó chả là cái gì hết. Thì tự nhiên mình cũng xuống như a la, y như quỳ xuống, y như mà những cái phim mà chúng ta xem mà cứ như là các bộ lạc nó gặp một cái hiện tượng gì lạ, con người có đĩa bay tới, hay con người có súng, hay con người có xe, thì nó thấy rất là lạ. Như thế nào có thể nói tư tưởng chúng ta cũng bị như vậy đó, như một người của bộ lạc mà thấy chúng ta đi xe hơi chạy ào 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 tới họ súng, họ giơ tay lên, thì lúc đó một người ta nói như vậy chúng ta bỏ Phật luôn. Tại chúng ta không hiểu cái chuyện mà chứng đắc thần thông á, cái chuyện mà lên họ nhảy lên họ nói, họ năng diễn nó rất là dễ dàng. Đi trên nước coi như là bay nhảy như thế này thế kia, hoặc xuyên tường, thì cái chuyện đó là với một cái giá trị thiền chỉ nó cũng đã là một cái chuyện nhẹ nhàng rồi. Chứng đắc được thì người ta sẽ luyện thần thông được. Dạ, thì kính thưa quý vị, đó là một điều mà chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ rõ. Thì cũng vậy đó, cái chuyện mà quý y có một vị thầy, nó có chứa đựng nhiều thứ lắm. Chúng ta có thể nó có cái duyên cái vị thầy này tiếp dẫn cho mình, chứ chúng ta không có phải quy y với một người thầy đó. Thì chúng ta quên đi cái ông Phật của chúng ta rồi, quên đi cái hình bóng Phật. Chúng tôi nhắc lại, quên đi hình bóng Phật, thì hình bóng Phật không có, làm sao có hình, làm sao có những cái ý niệm, có những cái hiểu biết của giáo pháp, và làm sao có những hình bóng của tăng già ở trong lòng ta, không giờ có, mà chỉ có cái ông thầy đó, ông thầy của tôi là giá trị tuyệt đối. Đây chính là chấp ngã, mà chấp ngã không có ổn định, ông thầy này còn phàm phu, nếu còn phàm phu thì tất nhiên đầy dẫy những cái phiền não đủ thứ đủ chuyện hết. Dạ, thì đây chính là cái câu thảo luận của chính con. Con nói hơi dông dài như vậy, nhưng điều mà mong rằng nó là một cái bao trùm cho tất cả. Dạ, kính cung thỉnh, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng quý ngài. Kính thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam mô Bụt Đà. Dạ. Sa thú ký trưng thượng tọa thuyết quyền. Thượng tọa pháp tinh, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp tinh đang còn ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp tinh, thượng tọa có ở trước máy không? Đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có ở trước máy và đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính đang có mặt trước máy, xin thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho câu thảo luận số 4. Dường như đại đức pháp tính không nghe được.
Dạ, để Đức Phật tính ra thì thường ta nói tham sân si mạng nghi tà kiến thôi, thì một người mà sống với cái tâm nghi ngờ một người nào đó, ví dụ mình ở đâu mình nghi ngờ người ta không biết người là tốt hay sống, hay là mình mất đồ không biết người ta nghi hay không, thì nó ở trong có nằm ở trong cái tham sân si mạng nghi tà kiến đó không? Xin thỉnh thỉnh đại Đức Phật tính. Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đản, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Pháp Tăng, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Đối với nghi ngờ một người làm điều gì sai trái đó, thì có nằm trong phiền não nghi hoặc như được nói là tham sân si ăn nghi hay không? Mà thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với khi mà chúng ta có một cái sự nghi ngờ thì đó nó là một cái phiền não rồi, đó là nó một cái phiền não rồi. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta mà có một cái sự ngờ vực hoặc là phân vân hoặc là lưỡng lự thì chúng ta không có làm được một cái điều gì hết. Bất cứ ở trong công việc thường ngày hoặc là đối với cái đời sống tu tập thì nếu mà chúng ta vướng vào cái pháp hoài nghi này rồi á thì nó không có đem cho chúng ta tiến tới được cái sự phát triển đời sống tâm linh hay là một cái môn nghệ thuật hoặc là nghề nghiệp gì hết đó. Thành ra đó, từ cái chỗ mà nghi á, từ cái chỗ mà chúng ta có cái sự nghi rồi đó, thì coi như là lúc đó nó nhiều cái, nó kéo theo là nhiều cái bất thiện pháp, nó kéo theo thí dụ như là bây giờ mình nghi người đó làm cái gì xấu đi, hoặc là có cái ý xấu với mình đi, thì tự nhiên cái tâm mình lúc đó nó sẽ khởi lên cái sự sân hận, hoặc là mình nghi cái điều gì đó, mình nghi cái điều gì đó nó, thì tự nhiên nó sẽ dẫn đến cái sự mà tham, có nghĩa là mình thấy cái điều này mặt trái, thành ra mình mới mong cho được những cái gì mà mình muốn đó. Thành ra nó ở đây mới nói rằng là đối với cái sự nghi hoặc hoặc là cái sự hoài nghi nè, mình tưởng là một cái pháp thông thường, mình tưởng là nó chỉ có là một cái pháp đó thôi, chứ thật ra đó, thì nó kéo theo rất là nhiều cái bất thiện pháp. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với khi mà nói Đức Phật dạy cho con về cái phương pháp để mà luyện về thiên nhĩ thông, thì Đức Phật ngày ngày không có dạy, do Đức Phật quán xét biết rằng là Sunakhata ở trong quá khứ đã từng tạo một cái nghiệp rất là nặng, bốn cái hạt sạn mà xuyên thấu vào cái lỗ tai của một cái vị Phật độc giác ở trong thời quá khứ, thành ra do cái nghiệp này không thể nào mà luyện được thiên nhĩ thông, thành ra lúc đó Sunakhata mới khởi lên cái sự mà nghĩ rằng là rồi về Đức Thế Tôn không có cái pháp nhĩ thông rồi, thành ra không có để gì dạy cho ta đó, thành ra từ đó Sunakhata xin thôi đi về, bạch Đức Thế Tôn con không có tu nữa, con đi về với ngoại đạo sư, vị thầy trước kia của con. Thì khi mà đi về rồi thì quý vị thấy rằng nào, trước lúc đó Đức Phật nói ông bậc đạo sư của ông là trong vòng 7 ngày nữa, 7 ngày nữa cũng qua đời thôi đó, nhưng mà Sunakhata không nghe lời, về nói với bậc cái vị thầy của mình, thành ra cái người thầy nghe đã leo lên cái lầu cao để mà ở trên đó, tại vì nghe Đức Phật nói là 7 ngày nữa sẽ bị
trúng thực mà chết, trúng thực mà chết. Thành ra ông ta nhịn ăn, nhịn ăn leo lên lầu ở trên đó thôi, chứ không có ăn. Thì đến cái ngày thứ bảy thì ông đói quá, ông chịu không nổi, thành ra ông ăn rồi ông trúng thực mà chết. Đó, thì ở đây chúng tôi kể ra cái câu chuyện này đó, thì quý vị thấy rằng là khi mà Xuân Lát Khá Tá nghi ngờ bậc đạo sư rồi như vậy đó, nghe bậc đạo sư nói rồi nghe từ chỗ này rồi chạy về nói với chỗ kia, rồi từ bỏ bậc đạo sư để mà trở về với ngoại đạo như xưa. Thì cái câu chuyện này chúng tôi muốn đem ra để mà nói rằng một khi mà chúng ta đã tạo những cái bất thiện pháp đó, thì có khi là nó trực tiếp là do tham là nó dẫn dắt, có khi nó do sân nó dẫn dắt, nhưng mà có cái trường hợp khác là do mình khởi lên cái nghi hoặc, là mình nghi về cái điều này, nghi về cái điều kia, thành ra lúc đó thì nó sẽ kéo thêm, nó kéo theo tham sân si, hoặc là nó kéo theo cái tà kiến, như điển hình ở trong cái trường hợp của Xuân Lát Khất Tá, do khởi lên cái hoài nghi đối với bậc đạo sư mà tạo nhất bất thiện pháp, nhất là bỏ đi cái đời sống tu tập này. Thì quý vị thấy rằng Xuân Lát Khất Tá là một cái người mà luyện đắc được thiên nhãn thông, là quý vị thấy rằng đâu phải là một cái người tầm thường, đâu phải là một cái người tầm thường đâu. Nhưng mà khi mà nghe Đức Phật không dạy cho mình, thành ra khởi lên một cái tâm mà nghi hoặc Đức Thế Tôn là không có cái pháp bậc thượng nhân, không có cái pháp thiên nhĩ thông, thành ra đã cũng như là có những cái lời mà trả keo lại với Đức Thế Tôn, rồi sau đó trở về với ngoại đạo. Đó, thì chúng tôi muốn kể cái câu chuyện này ra thì quý vị thấy rằng có những trường hợp là cái phiền não nó trực tiếp là do mình thấy cái cảnh đó, mình tham sân mình khởi lên. Có những cái trường hợp do cái phiền não nghi hoặc nó khởi lên trước, rồi nó kéo theo những cái bất thiện pháp theo sau ở đó. Đó, thành ra nó một khi mà chúng ta có cái sự mà nghi ngờ, có một cái sự nghi ngờ về một cái ai đó hoặc là một cái điều gì đó, thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều cái phiền não sai trái. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ khi trường để phân tích. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được xin định, Thượng Tọa trả lời thảo luận số 5. Thượng Tọa Pháp Tân trước máy, Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông cảm biết được không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông cảm biết được, xin Đại Đức Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 5. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân hay Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị, chúng tôi xin được thưa là khi mà chúng ta nói đến hoài nghi đó, thì chúng ta nói đến hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi nghiệp báo và hoài nghi tam thế. Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng và hoài nghi nghiệp báo thì quý vị đã nghe rồi. Nhưng mà hoài nghi tam thế đó, là mình không biết, ngày trước đó, mình có mặt ở đâu, mình là gì, ở trong tương lai mình là ai, ra sao, và hiện tại mình là ai, v.v. Thì đó gọi là hoài nghi tam thế. Thì những cái hoài nghi này đó, nếu mà nó ăn sâu trong người mình, thì nó sẽ tạo nên một cái thái độ ngờ vực. Thái độ ngờ vực ở đây tức là sự lưỡng lự phân, không có cả quyết. Cái vấn đề không phải là mình nghi cái gì, mình tin cái gì, mà vấn đề là một người đã quen cái thái độ nghi ngờ rồi đó, thì cái gì đó họ cũng không tìm câu trả lời. Đối với người Phật tử đó, là mình chấp nhận, mình biết, mình không biết là mình chấp nhận không biết. Cái chuyện nó vượt ngoài khả năng của mình biết chấp nhận vượt ngoài khả năng. Cái việc đó là bất khả tư nghị, mình chấp nhận bất khả tư nghị. Nhưng mà gặp cái gì cũng ngờ vực hết. Thì chúng tôi lấy ví dụ như là mình tin tưởng người khác có chuyện đó, nhưng mà mình gặp ai cũng nghi ngờ, cũng mà do cái sự nghi ngờ đó mình luôn luôn mình cẩn thận, luôn luôn mình dè sẻn, luôn luôn mình thì nó cũng phải là cái thái độ tốt. Thật ra cái bài học về nghi hoặc là một bài học lớn. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có dịp để trở lại
bàn về tâm siêu hoài nghi và cái thái độ tin và nghi ở trong đời sống. Đây là một đề tài rất là tế nhị, thưa quý vị. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Phú Thích Tham Ma ở tại đây. Kính chuyên chi vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào toàn thể quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.